Qua thời gian, có rất nhiều di tích, di chứng lịch sử dần bị mai một, mất đi ý nghĩa. Trong số đó có một nơi nằm ở Đông Temun. Thời xưa, ở đất nước từng chủ yếu làm nông nghiệp như Hàn Quốc, việc cầu mong cho mùa màng trong năm được bội thu là một việc rất quan trọng. Nơi đã từng là nơi cầu mong cho mùa màng bội thu chính là ở Son Nong Dan, ở quận Đông Temun. Thật may nơi này đã khôi phục và lưu giữ những giá trị lịch sử. Nơi đó chính là trung tâm văn hóa lịch sử Son Nong Dan ở quận Đông Temun. Trung tâm văn hóa lịch sử được chia thành hai phòng triển lãm lớn. Phòng triển lãm số 1 được bày trí để khách tham quan có thể tìm hiểu được về đời sống nông nghiệp và Son Nong Dan. Vậy chúng ta cùng tới phòng này trước nhé. Vâng, địa điểm du lịch thứ hai của chúng ta đã kết thúc rồi và bây giờ tôi đang đến địa điểm du lịch thứ ba là bảo tàng lịch sử Son Nong Dan. Son Nong Dan là nơi mà từ thời Joseon xưa, các vị vua đã dâng lời cầu nguyện lên trời xanh để mong một mùa màng bội thu. Và để biết nơi này thực sự là nơi như thế nào, thì tôi sẽ hỏi thêm giám đốc bảo tàng ở đây. Xin chào anh. Mong anh giới thiệu cho chúng tôi biết về Son Nong Dan. Son Nong Dan là nơi mà các vị vua thời xưa, các vị vua thời Joseon cùng nhân dân và quần chúng cúng tế lễ để bày tỏ mong muốn có một năm mùa màng bội thu với trời xanh. Điểm thứ hai nữa, đây cũng là nơi mà hai vị thần bảo hộ cho nông canh đã từng tới. Quay lại vài năm trước đây, trung tâm văn hóa lịch sử Son Nong Dan được mở cửa từ tháng 4 năm 2015. Đây là không gian được mở ra trưng bày để tất cả mọi người đều có thể tìm hiểu một cách dễ dàng, thuận tiện và thú vị về các giá trị lịch sử vốn khó tiếp nhận và các câu chuyện lịch sử liên quan đến Son Nong Dan. Vâng, nhưng theo tôi thấy thì chỗ này thật rộng ạ. Chúng tôi phải đi tham quan như thế nào đây ạ? Vâng, trung tâm văn hóa lịch sử Son Nong Dan từ cửa vào là nói về việc tại sao lại thành lập trung tâm Son Nong Dan. Rồi khi đi vào trong sẽ là khu trưng bày về 24 tiết khí liên quan đến nền móng của đời sống nông nghiệp. Tiếp theo sẽ là không gian triển lãm về sự biến đổi của Son Nong Dan và đại lễ Son Nong qua các thời kỳ. Và tiếp đó là các câu chuyện về các vị thần liên quan đến Son Nong Dan và đại lễ Son Nong được điều hành như thế nào. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện còn sót lại về đại lễ Son Nong. Các câu chuyện ấy được chúng tôi thể hiện từ tầng 1 tới tầng 2. Từ tầng 3 là không gian được chúng tôi chuẩn bị để các vị khách có thể hiểu rõ hơn về Son Nong Dan và tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị. Đại lễ Son Nong của đất nước Hàn Quốc bắt đầu từ ghi chép về việc vua Park Hock vào thời đầu Sinh La cùng với Hoàng Phi khuyến khích và giám sát nhân dân trồng cấy và nuôi tằm. Đại lễ Son Nong là nơi hai vị Jejinong và Hu Trích tiến hành cúng lễ. Jejinong là một trong ba vị hoàng đế truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Người được tôn sùng là vị thần của nông nghiệp, y học và trị liệu. Hu Trích mang ý nghĩa là người đầu tiên dạy trồng cấy cho nhân dân. Ở khu trưng bày này, chúng ta có thể thấy được lịch sử nền nông nghiệp được khuyến khích mạnh mẽ và phát triển qua nhiều đời các vị vua, từ quan Tam Quốc đến thời Joseon, nhờ vào việc quan tâm đến các quan niệm của hai vị Jejinong và Hu Trích. Tôi thấy ở đây có ghi chép về Son Nong theo từng thời đại, vậy nói như thế nào cho dễ hiểu nhất ạ? Son Nong bây giờ thì chỉ là một di vật còn lại từ thời Joseon. Nhưng thật ra nó được ghi chép lại từ rất lâu trước đây, đặc biệt là về lần bắt đầu ghi chép đầu tiên thì từ thời nhà nước Sinh La thời Tam Quốc đã có rồi. Hồi đó ở thời Sinh La, không chỉ thực hiện lễ cúng Son Nong Dan mà cả Dung Nô Hun Nong cũng có nữa. Và không chỉ ở Sinh La mà cả ở Kokuryo cũng có những bức bích họa còn sót lại. Nếu nhìn vào các bức bích họa đó thì có thể thấy hình ảnh Jejinong đang nhảy múa. Qua những điều này chúng ta có thể biết rằng Jejinong đã tồn tại từ trước khi chúng ta biết đến nó. Nghe những lời giải thích của anh giám đốc xong tôi đã mường tượng được ra rồi. Chúng ta cùng đi tham quan những thứ khác thôi.